Join us as we explore some of the most exciting features of DJI Mavic 3. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của Tokyo Camera. Hôm nay em Hiệp sẽ hướng dẫn anh chị hạ cánh thiết bị bay ở trên tay. Khi mà chúng ta hạ cánh trên tay thì bao giờ chúng ta cũng cầm tay điều khiển ở phía bàn tay trái của chúng ta và ngón cái luôn giữ vào cần hạ cánh. Tay phải chúng ta giơ ra ở dưới bụng của Mavic. Sau đó chúng ta kéo cần hạ cánh xuống. Vừa lưu ý là luôn luôn đặt tay của chúng ta ở cách mặt bụng cảm biến 60 phân. Còn nếu chúng ta đưa gần hơn này, đó, thì máy bay nó sẽ nhận vật cản và nó bay lên. Chúng ta đưa chậm xuống, đặt tay cách cảm biến 60 phân. Sau đó kéo cần hạ cánh. Kéo cần hạ cánh nhẹ nhàng. Khi máy bay nhận vật hạ cánh rồi thì chúng ta sẽ có thể đưa tay tóm nhẹ nhàng. Đó. Để cất cánh trên tay thì cái việc đầu tiên của chúng ta là mình sẽ chọn một khu vực thoáng, rộng. Như mình hay sử dụng thì mình sẽ sử dụng cùi trỏ của bàn tay phải và ngón tay cái của bàn tay trái. Mình sẽ đặt cần như thế này. Khép cần thì cánh quạt sẽ quay. Đó. Sau khi quay thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên tay này, sau đó đẩy cần lên và đồng thời thả tay ra. Đó là máy bay chúng ta cất cánh hoàn toàn dễ dàng.